shop house mặt đường 68m, dự án khu đô thị Tân Thanh, thị trấn Tân Thanh. Shop house này có mặt tiền là 6m, sâu 23m, 138m đất và xây sẵn. Đây là trục kết nối 68m từ khu công nghiệp Đồng Văn, Duy Tiên đi qua khu đô thị Bắc Châu Giang, về tiến về phố Cà, huyện Thanh Liêm, và là trục trung tâm để phát triển hướng Thanh Liêm lên thành đô thị trước năm 2030.